Thái Lan là đội dưới cơ. Trả lời báo chí trước buổi tập chiều ngày mùng 1 tháng 9, Trung vệ Hữu Tuấn cho biết, cảm giác của tôi là qua đây phải tập trung hơn nữa so với khi ở Hà Nội. Đồng đội giúp đỡ rất nhiều để tôi hòa nhập và tập luyện. Thầy Park chú đáo chỉ từng ly từng tí cho những người mới như tôi. Với sơ đồ ba hậu vệ lúc đầu cũng hơi khó khăn. Thầy Park và thầy Ly giúp tôi di chuyển đội hình với Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Sau đó dần cũng quen sơ đồ của thầy Park nhiều rồi. Phong độ ở V-League hiện tại tôi lúc nào cũng ra sân và thi đấu. Mấy bạn trên này cũng thế các cầu thủ có sự hòa đồng dù lúc đầu cũng hơi ngại vì mới lần đầu tập trung nói về cuộc đối đầu tuyển thái lan hữu tuấn cho rằng tuyển việt nam hoàn toàn trên cơ cảm giác qua tới đây mong được đá với thái lan tôi muốn thắng thái lan thái lan trước đây có lối đá đoàn kết gần đây tôi thấy thái thay đổi nhiều huấn luyện viên mới nên chưa chắc thành một khối như trước giờ tuyển việt nam đã khác xưa rất nhiều tôi thấy việt nam trên cơ thái lan rất nhiều cuối cùng tân binh tuyển việt nam khẳng định mình nỗ lực hết khả năng còn có được chọn vào danh sách cuối cùng 23 cầu thủ hay không còn tùy thuộc thầy Park.